Sao lại là anh ta vậy? Lạ thật. Nè, anh tỉnh dậy đi. Sao anh xuất hiện ở đây vậy? Còn hơi thở, vẫn còn sống. Có ai không? Cứu người! Anh tỉnh dậy đi. Hô hấp nhân tạo, nhiều vậy không được. Hô hấp nhân tạo với môi kề môi. Sao lại là anh chứ? Cho dù muốn hô hấp nhân tạo cũng phải để dành cho hoàng tử trong tim mình chứ. Trời ơi, mặc kệ, coi như hôn một con ếch vậy. Cứu người quan trọng. Chuyện nên làm thì hãy làm, chuyện không nên làm thì đừng làm. An Tống, lạ thật. Bình thường trông thấy mình đã lao lối ôm sòm, sao hôm nay lại im lặng vậy? Nè, anh không sao chứ? Tôi bị sao vậy? Bị sao vậy? Phải là do tôi hỏi anh mới phải đó. Tôi vào thành phố thi gặp phải anh, ở thôn Đầu Lý bán cơm hộp cũng gặp phải anh, bây giờ ngay cả buổi tối đi dạo bờ biển cũng gặp phải anh. Nè, sao âm hồn của anh không tan vậy? Xin lỗi, tôi chỉ là tôi không biết. Xin lỗi. Anh cũng biết nói xin lỗi sao? Nè, có phải anh đã bị đập trúng đầu phải không? Đây là đâu vậy? Là anh nửa đêm đến đây bơi bị chết đuối mà. Thôi được rồi, coi như tôi xui xẻo cứu được anh. Nhưng mà bây giờ tôi phải về nhà.
Không được đi theo tôi đó. Nè. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tôi không có ý xấu. Tránh ra đi. Nè, tôi... Anh tránh ra. Ngay. Anh có vào không sao tôi biết? Không biết tự về nhà hỏi hả? Mà thức dậy rời khỏi đây đi. Nè nè, tiểu bối, tiểu bối. Thật ra con tính làm sao đây? Con tính đưa ảnh tới trạm xe buýt đầu thôn, rồi sau đó đưa ảnh lên xe, để ảnh thích đi đâu thì đi. Nhưng mà bây giờ nó đang ngơ ngáo khờ khờ, có xảy ra chuyện gì không hả? Trời ơi, anh lớn già cái đầu rồi, có chuyện gì được chứ. Nếu như anh cứ ở nhà chúng ta, người có chuyện là chúng ta đó. Không chừng sau khi đưa anh lên xe buýt, anh sẽ không diễn được nữa, sau đó sẽ tự bỏ đi. Nhưng lỡ nó có đeo bám theo con không chịu đi thì sao đây? Lưu tiểu bối tệ vậy sao? Chuyện nhỏ như vậy tuyệt đối không làm khó được con. Lên xe đi. Xe tới rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi. Bữa nào cũng đợi xe buýt lâu thiệt lâu. Vé xe 2 đồng một vé. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà anh. Hả? Hai người muốn mấy vé? Một hai vé. Hai một vé. Rốt cục một vé hay hai vé đây? Hai vé. 4 đồng. Rất lâu, tôi xuống mua 2 chai nước suối nha. Chờ một chút. Ê nè nè nè. Hả? Xe sắp chạy rồi. Cô có khi nào? Dạ, dĩ nhiên là không. Vé tôi cũng đã mua rồi. Nè, anh một vé, tôi một vé. Yên tâm đi, tôi sẽ về ngay thôi. Anh chờ chút nha, tôi đi đây. Tôi thấy xe sắp chạy, sợ một mình cô gặp nguy hiểm, tôi đến bảo vệ cô. Trời ơi nè. Chuyện gì? Anh có bị điên không vậy? Anh hai à, tôi xin anh đó. Tôi xin lại anh một lại. Anh giúp đỡ tôi có được không? Chuyện gì? Anh có thể đừng theo tôi nữa có được không? Đừng qua đây nha.
하지만 나는 날 누를 순 없었어 옷을 대면 눈이 부셨어요 ảnh không có theo nữa mình ra được rồi Là gì vậy? Thơm quá. Sao anh theo tới đây vậy? Nè, hình như chúng ta đột nhập nhà người khác đó. Anh chứ. Kiếp trước tôi thiếu nợ anh sao? Anh theo tôi như vậy có ích gì? Tôi cho cô biết. Nè. Tôi cho cô biết cô đừng. Anh đừng qua đây, đừng qua đây nha. Không thôi tôi đánh anh đó. Anh còn qua đây tôi đánh anh đó. Nghe tôi nói nè. Hãy nghe tôi nói nè. Anh muốn làm gì? Tôi chỉ muốn cử động người thôi. Không biết người nào giữa tôi suốt cả đêm qua. Làm tay chân tôi tê hết rồi nè. Ảnh thì cho mình giữa ngủ cả đêm không nhúc nhích. Không lẽ người mất trí tính tình cũng thay đổi sao? Tóm lại người đó chắc chắn không phải là tôi. Vậy là ai chứ? Bà là ai vậy? Câu này phải là tôi hỏi hai người mới phải chứ. Hai người là ai? Sao lại đến hầm rượu của tôi vậy? Xin lỗi bà, hôm qua chúng tôi lạc đường bất cẩn cho nên rơi xuống đây. Chúng tôi lạc đường? Sao tôi biết được hai người có phải tới trộm rượu của tôi hay không? Bà ơi, chúng tôi thật sự không phải đến trộm rượu. Bất cẩn rơi xuống đây thật đó. Tôi xin bà cứu chúng tôi lên có được không? Không phải vì trộm rượu. Vậy hai người tại sao khi không đi xuống đó? Là hẹn hò. Không phải hẹn hò mà. Vậy hai người là ăn trộm. Xin lỗi à, hai người cứ ở đó đi. Qua đây đi. Nhưng mà tôi nghĩ qua thêm một đêm hai người sẽ không may mắn như bây giờ đâu. Bà ơi, không phải đâu. Được rồi, ở đó đi, tôi đi đây. Bà ơi. Khoan đã. Chúng tôi là tình nhân. Không phải. Sao hả? Lát thì không phải, lát thì phải. Cô biểu tôi làm sao mà tin hai người? Tôi trừ khi hai người chứng minh hai người là một đôi tình nhân. Vậy phải chứng minh thế nào đây?
chúng tôi thật sự là tình nhân. Già này đã nhìn ra từ trước rồi. Thật ra cũng đâu có gì đâu. Tôi hiểu thanh niên cô cậu mà. Nè cô bé, đừng có ngại ngùng ha. Tôi đi lấy cầu thang tới cho hai người tự leo lên ha. Tôi mời hai người uống rượu. Bà ấy đi rồi, mau leo lên. Chân tôi bị thương làm sao mà leo đây? Tôi cõng cô. Cẩn thận đó. Bám chặt vào. Con người này mới gặp được vài lần, thậm chí mình còn chưa biết tên của ảnh nữa. Sao bây giờ mình lại có cảm giác tin tưởng và có thể ôm chặt ảnh không rời đến như vậy? Sao chứ? Tôi không sao. Tôi không sao chứ? Không sao. Ôm chặt nha.